Anh Tài, có chuyện này em muốn hỏi anh. Có một khoảng thời gian dài cậu chủ bị bệnh. Anh có biết là cậu chủ bệnh gì không? À, trước đây thì cậu chủ có bệnh nhưng mà anh không biết bệnh gì. Nhưng mà sau khi cậu chủ vào bệnh viện giải phẫu á thì phải trở lại. Vậy cái ngày mà đưa anh ta vào bệnh viện giải phẫu, anh có đưa anh ta đi không? Chính anh đưa đi chứ đâu. Vậy anh có nhớ ngày nào không? Anh cũng không rõ lắm. Ủa nhưng mà có chuyện gì vậy em? Anh Tài nè, anh có biết là cậu ta thuộc nhóm máu nào không? Thánh thần ơi, sao anh biết được? À Thư nè, có chuyện gì vậy em? Không có gì, em cảm ơn anh nha. Chú Tài, vô chở bà chủ đi công chuyện kìa. Dạ. Chú Tài à, tháng này chú có về quê không? Dạ thì tôi tính cuối tháng về bà chủ. Dạ có gì không bà chủ? Từ ngày con Thư nghỉ việc, chú có gặp nó không? Dạ cũng có. Anh em điện thoại hỏi thăm nhau vài câu tình hình sức khỏe bà chủ. Chú ở chung với đó, chắc có lẽ chú rành hoàn cảnh gia đình chồng của Thư lắm phải không? Dạ, vì Đương Ngạn với thằng Kiên á, ở dưới quê sống được lòng bà con nói sớm lắm. Thằng Kiên là đứa con rất là có hiếu, nó là một đứa tháo vát siêng năng, cái gì nó cũng làm hết trơn á. Bỏ học giữa chừng á, rồi ra đời bươn chải kiếm tiền, không muốn mẹ mình cực khổ. Không biết xui khiến thế nào, nghe lời dụ dỗ của bọn mất lương, bán thận, dẫn đến thân tàn ma dại. Bà Tư Ngạn đối với thằng Kiên ra sao? Dạ, dì Tư thì khỏi nói rồi. Dì Tư là một bà mẹ rất là thương con. Dì Tư quý thằng Kiên còn hơn là mạng sống của mình nữa. Thằng Kiên nó bị như vậy, dì Tư khóc suốt cả ngày. Khóc vì sự hối hận, hay là khóc vì khó che đậy sự giả dối của mình? Ở bà chủ nói sao ạ? Không có gì, chú tập trung lấy xe đi. Dạ dạ dạ. Dạ bây giờ mình đi đâu thưa bà chủ? Phòng mạch bác sĩ Lương. Dạ. Kiên ơi, có phải bà ấy nó đúng không con? Chính má, má đã hại chết con rồi Kiên ơi. Chính tài của má đã ký vào tờ giấy bán thận của con có đúng không Kiên? Nếu không có chữ ký của má thì làm sao người ta dám làm điều đó? Tại sao vậy Kiên? Tại sao con làm như vậy hả Kiên? Con có biết con làm như vậy thì má sẽ sống làm sao suốt quãng đời còn lại của má không Kiên? Mấy đêm nay má không ngủ được Kiên à. Cứ mỗi lần má nhắm mắt, má nhìn thấy chữ ký của má trong tờ giấy, má không ngủ được. Kiên ơi, má ân hận quá Kiên ơi. Kiên ơi, má giết con rồi Kiên ơi.
Bà chủ. Cô Sáu à? Dạ. Hồi sáng có ai bấm chuông nhà mình vậy? Dạ, họ tới kiếm chú Tài á bà. Coi bộ không được lương thiện gì cho lắm. Dạ, tôi thấy cách nói chuyện cũng hơi kỳ kỳ á bà chủ. Nhưng tìm chú Tài có chuyện gì? Dạ, họ tới kiếm chú Tài để hỏi về cô Thư. Họ nói có một người bạn trong tù cần gặp cô Thư. Trong tù? Có phải là... Dạ, đúng là y tá Hiền. Nói muốn gặp cô Thư gấp để trao một vật gì đó rất là quan trọng. Rồi cô có cho số điện thoại không? Dạ không, tôi kéo dài thời gian và có lấy số điện thoại của hắn ta. Tôi đợi để hỏi ý của bà chủ. Ừ, như vậy là tốt. Dạ. Tìm gặp Thư để làm gì? Chắc chắn là đưa danh sách của ông Vĩnh. Vậy mà nó dám nói với mình, cam đoan 100% đưa cho mình là cái dĩa duy nhất. Đúng là đồ xảo trá. Mình phải làm mọi cách để cái đĩa đó không thể nào đến tay con Thư được. Má, có chuyện gì vậy má? Hôm nay con thấy má cứ ngồi im, không nói chuyện với ai, chỉ thở dài. Con làm gì cho má buồn lòng sao? Má đã hại chết con của má rồi. Nếu không có chữ ký của má thì làm sao mà người ta dám mổ thận thằng Kim? Nếu không có chữ ký của má thì thằng Kim nó không ra nông nổi này. Má đã hại chết con của má rồi Thư ơi. Má, chuyện này là sao vậy má? Tại sao cái tờ giấy hiến thận này lại có chữ ký của má? Chị nó có như thế nào đi chăng nữa thì má cũng sẽ ân hận suốt đời. Má đã bán thằng Kiên 200 triệu vì tiền mà má đã giết chết con của má Thư ơi. Má ơi, má nhìn con nè, má nhìn con nè. Con không biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà con tin má không làm như vậy đâu. Má, má cho con biết ai là người đưa cho má tờ giấy này, tại sao có chữ ký của má? Má con muốn biết lắm. Đó chính là chữ ký của má. Đó chính là chữ ký của má. Chữ ký của má Thư ơi. Má, con muốn biết ai là người đưa cho má tờ giấy này, vì nó có liên quan đến sự mưu thần của anh Kiên. Lúc con trà trộn vào đường dây đó, con biết làm sao, cách thức của họ mua bán như thế nào. Chỉ có người mua thần mới có tờ giấy này thôi. Út, có chuyện gì mà Út buồn hả?
tại sao bà ta có giấy bán thận của anh Kiên? Tại sao một mực đòi đưa anh Kiên đi chữa bệnh? Bà ta và má có quan hệ gì chứ? Chắc chắn là bà ta đã mua thận của anh Kiên, cho nên là hối hận, muốn chuộc lại lỗi lầm. Không lẽ Thành là người đã ghép thận của anh Kiên? Em nghe nè anh Tài, có chuyện gì không anh? À Thư ơi, anh nhớ rõ rồi. Cái ngày mà anh đưa cậu chủ đi bệnh viện á là cái ngày 30 tháng 5. Tại vì ngày hôm sau là lãnh lương mà, cho nên anh biết chắc ngày đó là ngày 30. Alo, alo. Cùng thì kẻ bỏ tiền mua thận của anh đang dần dần lộ diện rồi đó. Chỉ còn một ít thời gian nữa thôi là em sẽ có câu trả lời chính xác. Kẻ đó mới chính là kẻ sai khiến bọn vô lương tâm làm hại anh. Những kẻ thừa tiền ném đá giấu tay mới chính là kẻ gián tiếp gây ra cho anh những sự việc này. Phải đối diện với họ như thế nào đây em? Em phải trả lại cho họ tất cả những gì đau đớn mà anh đã nếm trải. Bất cứ giá nào, em không bao giờ tha thứ cho họ đâu. Em hứa với anh điều này đó. Ừ anh nghe nè Thư. Anh Tài, em muốn nhờ anh một việc. Em muốn tìm một người, đó là y tá Hiền. Lần cuối mà tụi em hẹn gặp nhau ở quán cà phê mà cổ không đến. Điện thoại thì không liên lạc được, em không biết là hiện giờ cổ đang ở đâu nữa. Vậy giờ em có biết địa chỉ hay là cách nào để tìm ra cô y tá Hiền không? Em không có bất kỳ thông tin nào từ số điện thoại. Nhưng mà em tìm cổ để làm cái gì? Vì cô ấy là người duy nhất biết chính xác kẻ nào đang giữ quả thần của anh Kiên. Của y tá Hiền đúng không? Anh tới chưa? Tài đang ở nhà đợi anh nè. Anh có phải là Tài, anh họ của Thư không? Đúng tôi đây. Có cách nào để liên lạc với Thư không anh? Hiện nay Thư đang ở quê, giờ có chuyện gia đình không có lên được. Nếu anh có gì thì cứ giao cho tôi. Sao anh biết tôi có vật cần giao cho Thư? À, có phải hôm bữa anh nói với chị quản gia đúng không?
Trước đây y tá Hiền có dặn với tôi, nếu xảy ra việc gì thì giao vật này cho Thư. Nhưng tôi cần gặp được Thiết Thư để giao. Thì anh cứ giao cho tôi đi, tôi chắc chắn với anh cái đĩa này sẽ đến tay Thư, không thất lạc đâu mà thợ. Nếu vậy thì anh giao giùm tôi cho Thư và nói lại rằng thôi được rồi, chị đi xuống dưới nhà đi. Tôi đã hỏi thăm bác sĩ chuyên khoa, tôi xin bà cho tôi đưa nó lên Sài Gòn để trị bệnh. Bà không được quyền đem nó đi. Bà Nhàn à, chẳng lẽ bà để cho thằng Kiên sống suốt đời như vậy hay sao? Cho dù phải bán hết gia sản, tôi cũng sẽ phải lo cho nó. Tại sao bà làm như vậy? Không lẽ tình thâm trong bà trỗi dậy? Hay là bà làm điều gì có lỗi với nó? Tôi không có lỗi gì hết, bà mới chính là người có lỗi. Tôi có một thắc mắc muốn hỏi bà. Bà không cần phải thắc mắc gì hết, tôi đã quyết định và tôi sẽ đưa nó đi. Tại sao tờ giấy hiến thận có trong tay của bà? Cái đó có phải có một sự thật mà bà đã che giấu đúng không? Không có sự thật nào hết. Sự thật trong tờ giấy đó là chữ ký của bà. Bà không có tư cách làm mẹ, tôi mới chính là mẹ ruột của nó. Dừng xe lại! Dừng xe lại! Đến nhà tôi, có phải là Thư đã thay đổi ý định rồi không? Có phải là Thư sẽ làm công việc trước đây đúng không? Tôi lên để chuyển cho bà chủ số tiền. Nhờ anh nói với bà là tôi không làm theo ý của bà được. Mẹ, tôi đã nhờ Thư làm chuyện gì? Tại sao là phải chuyển tiền chứ? Chuyện này thì anh hỏi bà chủ đi sẽ rõ. Sao Thư không nói cho tôi biết? Có phải là cái mặt tôi đáng ghét lắm không vậy? Hả? Mà sao tôi phải kiệm từ lời từ chữ với tôi như vậy? Tôi không có. Thư có. Tôi biết tôi đáng ghét lắm, nhưng mà tại sao Thư không thể nào đối xử bình thường với tôi như những người bình thường khác? Vậy anh có thể trả lời cho tôi biết một chuyện được không? Thư muốn biết chuyện gì? Trước đây anh bị bệnh gì? Anh thuộc nhóm máu nào? Chuyện này có liên quan gì chứ? Có liên quan chuyện tình cảm của tôi đối với Thư không? Em trả lời đi. Vậy em hãy trả lời cho anh biết đi. Trong mắt em, anh là gì? Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi. Vậy còn tình cảm của tôi thì sao? Tại sao Thư không có một chút cảm nhận gì hết vậy? Thư đang không hiểu, đang cố tình không hiểu vậy chứ? Xin lỗi, tôi bận gì, tôi phải đi. Tình yêu ra đi cho anh bao niềm đau. Hãy cho anh quên, quên hết đi.
Mẹ, mẹ đưa tiền cho Thư để làm gì vậy? Ủa, con trai của mẹ còn vừa gặp Thư sao? Mẹ nói cho con biết đi, mẹ đưa tiền cho cô ấy để sai cô ấy làm cái gì? Ừ, thì mẹ chỉ đưa tiền thưởng cho Thư thôi. Mẹ thưởng thời gian qua nó đã bỏ bao nhiêu công sức và tâm huyết để chăm sóc cho con nữa mà. Thật ra giữa hai người đã thỏa thuận với nhau chuyện gì? Có phải là mẹ sử dụng tiền để sai cô ấy làm cái điều gì không? Mẹ có biết mẹ làm gì là tổn thương cô ấy không? Đối với mẹ, tất cả những thứ trên đời này đều quy bằng tiền à. Mẹ có thể dùng tiền sai khiến bất cứ ai, ngoại trừ Thư ra. Ở đâu con có luật điều đó vậy? Mẹ à, con xin mẹ đừng có xúc phạm tới Thư nữa có được không vậy mẹ? Thành à, đây là lần đầu tiên mẹ thấy con tự hạ nhục và thành khẩn xin xỏ chỉ vì một đứa ở đợ mà thôi. Mẹ, mẹ đừng gọi người ta như vậy chứ. Mẹ không thể nào nói khác được, vì đó là sự thật con à. Con còn quá ngây thơ, con cứ nghĩ con Thư nó là cao thượng, là thánh thiện. Nhưng thực sự ra ngày đầu tiên nó bước chân vào cái nhà này cũng chỉ vì hai chữ đồng tiền thôi. Nếu như con thật sự có tình cảm chân thành đối với nó thì mẹ khuyên con hãy dẹp ngay đi, và con hãy coi như là trò đùa ngày ban đầu nó bước chân vào nhà này vậy, rồi tất cả mọi chuyện sẽ trôi qua thôi con à. Mẹ nói vậy ý là sao? Mẹ chỉ cần nhìn thoáng qua là mẹ hiểu được đối phương muốn gì rồi. Thư là một đứa con gái mưu mô tính toán và đầy giả tâm. Con không hiểu sao? Nó tưởng là có thể dùng tiểu xảo để bước vào nhà này một cách dễ dàng dụ dỗ con trai của mẹ. Mẹ đưa tiền cho nó cũng chỉ vì muốn nó phải chấm dứt ngay cái màn kịch mà nó đã chuẩn bị quá công phu. Nó làm tất cả nhưng mục đích cuối cùng của nó cũng chỉ vì tiền mà thôi. Không đúng. Nếu như cô ấy vì tiền thì tại sao cô ấy lại trả tiền cho mẹ? Mẹ đừng có nghĩ xấu người ta như vậy. Mẹ không nghĩ xấu nó đâu, nhưng đó là sự thật con à. Con chỉ là con rối để nó giật dây chống đối lại mẹ thôi. Nó trả tiền lại là bởi vì nó chê quá ít so với công phu mà nó đã chuẩn bị quá chu đáo. Con hiểu không? Con không cần hiểu cái gì hết á. Con chỉ cần mẹ từ nay về sau đừng gặp Thư, đừng xúc phạm Thư nữa có được không? Ra cô muốn gì? Cô nói đi, cô cần bao nhiêu tiền mới chịu buông tha con trai tôi? Xin lỗi, có lẽ là bà đang mặc cả về tình cảm cho con trai của bà. Tôi không có thời gian nhiều. Trước đây do đánh giá cô quá thấp cho nên tôi mới tự ra giá. Bao nhiêu đó không thỏa mãn với cô đúng không? Vậy thì giờ cô hãy nói đi, cô cần bao nhiêu, cứ nói thẳng ra. Tôi rất là khâm phục sự thấu đáo của bà. 50 triệu được không? 50 triệu? Giờ thì cô cũng đã tự ra giá rồi đó. Nhưng cô nghĩ cô xứng đáng với giá tiền 50 triệu đó hay sao? Thôi được, tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của cô. Nhưng với điều kiện, cô hãy biến ngay, không được lãng vãng trước mặt con trai tôi nữa, nghe chưa? Đúng rồi. Vì con trai của bà, nó có thể bỏ ra 50 triệu hoặc là nhiều hơn như vậy để mua sự bình yên và mua sự sống cho con trai của mình. Nhưng bà có biết là chính đồng tiền của bà đã vô tình cướp đi một cuộc đời của người khác, đã làm cho một người mẹ khóc hết nước mắt vì đứa con trai của mình. Một người vợ chỉ bất lực đứng nhìn chồng mình chết dần chết mòn trên giường bệnh. Cô nói gì lung tung khó hiểu vậy? Bà rất hiểu là đằng khác. So với tôi, bà mới chính là diễn viên đa tài xuất sắc. Bà có thể diễn nhiều loại vai khác nhau mà vẫn giữ nguyên một mặt giả nhân giả nghĩa của mình. Một ngày nào đó,
chính tôi là người lột bỏ bộ mặt đó. Chào bà. Đâu không phải chủ đến ta hành chủ. Căn phòng này có xa lạ gì với Thư không? Tại sao lại bỡ ngỡ như vậy? Anh bật đèn sáng lên đi. Chẳng lẽ như vậy không lãng mạn sao? Hôm nay tôi thấy Thư đẹp lắm. Nếu như anh không bật đèn, tôi đi về đây. Thôi, được rồi. Tôi thấy cửa không khóa. Chị quản gia đâu? Anh Tài nữa. Rồi người giúp việc. Họ đâu rồi? Cô không thấy sao? Tôi cũng không biết nữa. Thôi, để khi khác. Chẳng phải cô đang muốn biết tôi thuộc nhóm máu nào? Và đồng thời cũng muốn biết từ trước tới giờ tôi bị bệnh gì? Đúng không? Vậy anh bị bệnh gì? Có chuyện gì liên quan sao? Sao nhìn cô căng thẳng như vậy? À không. Được rồi, tôi sẽ nói nếu như cô nói. Tại vì người bạn thân của tôi bị bệnh, cho nên là tôi muốn biết thôi. Bạn thân? Người đó có phải... À, là chồng cô? Không, không phải. Tôi cứ suy nghĩ mãi, suy nghĩ muốn nát óc luôn mà không biết tại sao cô lại muốn biết gì. Tôi thuộc nhóm máu nào và bệnh tình của tôi là bệnh gì. Thật sự tôi không biết. Nếu như anh không tiện nói ra thì thôi vậy. Bất kỳ ai trước khi bước vào làm việc ngôi nhà này cũng đều phải biết và thuộc lòng những nội quy. Không được hỏi han thắc mắc về cậu chủ của mình. Đó là những điều lệ mẹ tôi đưa ra, bắt buộc mọi người không được hỏi về bệnh tình của tôi. Nhưng Thư thì khác. Thư ngoài lệ. Tôi sẽ nói cho Thư biết về bệnh tình của tôi. Vậy anh thuộc nhóm máu nào? Với một điều kiện. Điều kiện gì? Sao mà căng thẳng như vậy? Có gì đâu. Thì
Tôi chỉ muốn tôi với Thư uống hết chai rượu này thôi mà. Tại sao phải uống rượu này? Tôi không biết uống rượu. Chẳng lẽ Thư không muốn nghe tôi tâm sự thôi? Trong mỗi con người, ai ai cũng có một bí mật đằng sau hết. Đêm nay tôi sẽ tâm sự cho Thư biết. Thư ngồi đi. Mời Thư. Ngay từ nhỏ, tôi là một đứa trẻ bệnh hoạn, lúc nào cũng phải cần sự chăm sóc đặc biệt. Mỗi ngày phải uống thuốc và đến bệnh viện khám định kỳ. Bước một bước ra ngoài phải che chắn bảo vệ thật kỹ. Ghét nắng, không ưa mưa. Cảm giác của một người bệnh hoạn khiến cho tôi bực bội và khó chịu. Một người sống trong sự chăm sóc đặc biệt như vậy cũng chẳng sung sướng gì đâu. Mời Thư. Có những lúc tôi thèm được trốn ra ngoài chơi một buổi, gửi bỏ hết tất cả những nỗi nguy khắc khe của bà mẹ tôi đã đưa ra, để tôi được trở thành một người bình thường như những người bình thường khác. Tôi muốn biết được bên ngoài bức tường đó là cái gì, nhưng tôi không thể. Chắc tại tính tôi quá yếu đuối và được nuông chiều từ nhỏ, cho nên tôi không đủ tự tin vượt qua những cái điều kiện đó. Và rồi tôi lớn lên, căn bệnh cũng lớn dần theo tôi. Rồi một ngày mẹ tôi nói tôi phải phẫu thuật. Thưa có biết tôi phẫu thuật gì không? Kìa, sao tôi căng thẳng như vậy? Uống hết đi. Tôi buồn lắm. Ngay từ nhỏ tôi đã mang chứng bệnh thận suy, ngày nào cũng phải uống thuốc và lâu lâu đến bệnh viện chạy thận một lần trong suốt thời gian dài. Cho đến một hôm bác sĩ nói đã đến lúc tôi phải cần một quả thận để thay thế. Và rồi ca phẫu thuật thành công. Mẹ tôi vui lắm. Tôi nhìn thấy hai hàng nước mắt của mẹ tôi lăn dài trên má. Mẹ tôi hạnh phúc. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ tôi vui như vậy. Qua lời kể của mẹ tôi thì tôi biết là tôi đã được cứu sống bởi một người đã hiến thân cho tôi.
Vậy anh biết quả thật đó là của ai không? Tôi không biết. Chỉ biết một người đã từng thích với mình, nhưng không cùng biết thống hỏi. Uống đi. Thư à, uống đi. Sao tôi thấy chóng mặt quá. Thư à, anh làm gì với cái ly rượu này vậy? Có phải là em thấy đang hơi hợp trong người thế... Em cảm thấy là khó chịu đúng không? Tôi thấy khó chịu quá. Thư à, hãy nhìn trong mắt anh ra. Anh yêu em. Anh làm cái gì vậy? Thank you.